Vâng, hôm nay em này thanh lý loa các bác nhá. Và trong video ngày hôm nay thì bác nào có nhu cầu mua hàng các bác gọi điện thoại trực tiếp giúp em số này các bác nhá. Trực tiếp giúp em số này. Vâng ạ, ngày hôm nay thì em lại thanh lý loa cho anh em luôn. Thôi nhá. Thì số lượng nó cũng không quá nhiều, có vài cặp này em dồn vào cùng một video em bán luôn cho anh em luôn. Thì các bác nhìn cái mã số của nó và thông tin đầy đủ em sẽ báo luôn ở trên này luôn các bác nhá. Đấy. Thì đôi loa các bác nhìn này, đây mã này mã TL1 cũng là thanh lý 1 đấy. Thì em bán là đôi loa này bát 30 các bác nhá, bát 30 PV. Hàng này con này là hàng mới các bác nhá, hàng Chila. Đấy, hàng mới. Thì con này nó từ của nó là từ bát 30 này, bát 30 các bác nhá. Bát 30 này. Đấy, từ 190. Đấy, có 76. Đấy, phân tần nó đây. Các bác nhá. Phân tần nó đấy. Từ 190 của 76, con này chép từ 115 côn 44. Thì em còn hai đôi. Em bán cho anh em giá tất cả những cái loa này là chưa có phí ship các bác nhá. Tất cả những cái loa là chưa có phí ship. Đấy. Và đôi này em bán cho anh em giá 4.500.000 đồng, chưa có phí ship các bác nhá. Đấy, bác nào ở gần nhà thì qua lấy luôn. Đấy, còn bác nào mà gửi xe rất là rẻ các bác nhá. Đấy, gửi bưu điện thì cũng rẻ luôn. Chẳng đáng bao nhiêu cả. Đấy, 4.500.000 một đôi này. Đấy, chưa có phí ship các bác nhá. Bát 30 từ 190 côn 76, rất khủng các bác nhá. Rất khủng. Đấy. Rất là chất luôn. Đấy, màng bóng ngân vải tầm dầu. Đấy, rất là chất các bác nhá. Em còn hai đôi thanh lý đốt cho rộng nhà. Đấy. Mã TL2 là một đôi loa bát 25 các bác nhá, loa bát 25. Thương hiệu là Boris. Đấy, Boris. Đấy. Kèn nó làm kiểu vàng vàng đẹp, rất là đẹp này. Đấy. Bát là bát 25 các bác nhá. Bát 25 này từ 156 côn 65 các bác nhá, côn nó rất là khủng luôn. Các bác nhìn chưa? Côn rất là khủng các bác nhá. Đấy, phân tần khủng với anh em luôn. Các bác nhìn quả phân tần nó dã man luôn. Đấy. Từ 156 côn 65 chép, con này là côn 38 các bác nhá. Con này chép côn 38. Đấy, đôi này em còn một đôi thanh lý cho anh em 3.800.000 một đôi, chưa có phí ship các bác nhá. Màng bóng các bác nhá, màng bóng. Ok cho anh em. Đấy, em đã dưỡng giấc màng cho anh em rồi. Đấy, màng bóng. 3.800.000 một đôi, mã của nó mã TL2. Mã TL3 là đôi bốt 3 là bốt series 5 các bác nhá. Còn rất là ok. Đấy, đôi này thì là em bán hộ ba khách thôi nhá. Bán hộ ba khách chung mà loa gần còn zin nguyên luôn. Các bác nhìn chưa? Đấy, gần zin nguyên này. Chặn vành viết còn đầy đủ hết này. Gân còn nguyên này các bác nhìn chưa? Còn chưa động vào gân này. Đấy. Loa đang hoạt động bình thường các bác nhá. Đang hoạt động ngon lành cảnh nào. Hoạt động bình thường. Đấy, đôi này thì ngày xưa mua đắt tiền phất đây này. Đấy các bác nhá. Ba là một series 5. Đấy, mua hàng siêu thị. Rất là chất các bác nhá. Em thanh lý cho anh em 1.900.000 một đôi này. Giá này chưa có phí ship không nhá. Con này là bắt 20. Đấy, hai chép các bác nhá. Chặn vành viết còn đầy đủ cho anh em luôn. Thùng quách còn ok. Có nhá. Chạy hoạt động bình thường. 1.900.000 đôi này. Mã TL3. Đấy. Mã TL4 ở đây là đôi loa bãi các bác nhá. Đôi loa bãi OG. Đấy. OG hàng thương hiệu đến từ USA này các bác nhìn chưa? Đấy, hàng thương hiệu đến từ USA. Con này chép nguyên bản của nó là một chép giấy các bác nhá. 2 bát 16 và một chép giấy các bác nhá. Đây, soi kỹ cho bác này. Hàng thương hiệu của USA này. Các bác nhá. Đấy. Đấy, 2 bát 16 một chép giấy. Thì để nguyên cái này em bán cho anh em giá là 1.500.000 đồng, chưa có phí ship các bác nhá. Đấy, chưa có phí ship. Còn nếu bác nào mà thích lấy chép kèn, lấy chép kèn thay con chép giấy luôn để cho tiếng nó bay nó sáng nó khỏe và mạnh hơn thì em bán 1.700.000 các bác nhá. Em sẽ thay từ chép giấy sang chép kèn cho các bác các bác nhá. Thì em bán 1.700.000, giá này chưa có phí ship các bác nhá. Đấy. Bác nào thích lấy chép giấy thì lấy, giấy thì là nguyên bản, còn bác nào thích lấy chép kèn em sẽ độ cho bác chép kèn để tiếng nó bay nó sáng nó khỏe hơn rất nhiều. Đấy thì là 1.700.000 các bác nhá. Giá chưa có phí ship. Đó. 2 bát 16 các bác nhá. Phần tần gấu luôn. Đấy, đây. Phần tần gấu luôn. Các bác nhá. Đấy. Trước em để cho anh em đây, để cho anh em xem. Nếu đấu chép kèn vào tiếng nó rất khỏe các bác nhá. Đấy, rất hay. Hàng thương hiệu Mỹ các bác nhá. Đấy. Mã là mã TL4. Đấy, mã TL5 ở đây là em còn 2 3 cặp bát của Benziger Odocom các bác nhá. Thì con này nó là hàng mới. Các bác nhá, hàng mới tồn kho của công ty các bác nhá. Hàng mới tồn kho của công ty. Đấy, hàng thương hiệu của Đức sản xuất tại China các bác nhá. Con này thì nó từ 156 côn 65. Mà màng của nó là màng màng gai thì rất đẹp này, màng giấy gai này. Gân phải tầm dầu này, gân gân dưới các bác nhá chứ không phải gân trên. Cái gân dưới trông nhìn cái màng nó rất là xịn sò và khôn. Đấy, côn ở giữa đi keo epoxy rất là chất. Các bác nhá. Đấy. Odolite, Odocom. Đấy, công suất là 300W, kháng trở là 8 ohm. Các bác nhá.
thì em thanh lý cho các bác giá 1.200.000 một đôi. Nói chung là đôi này thì côn 65 này tiếng lời là quá hay rồi, nó rất là hay trong phân khúc các bác nhá. Côn 65 nó là côn lý tưởng trong cái loa karaoke gia đình các bác nhá. Côn này là lời rất là hay luôn. Đấy, còn nguyên tem. Đấy, còn này cho các bác luôn. Đấy, 1.200.000 đồng một đôi. Giá này em bao ship cho anh em rồi. Bởi vì cái này nó nhỏ nên nó bao ship được các bác nhá. Đây bên là bao ship. Đấy. Và tiếp theo cái mã này mã TL5 các bác nhá. Mã này mã TL6 này. Mã TL6 là loa toàn giải selection các bác nhá. Toàn giải selection đây. Loa toàn giải selection các bác nhá. Limited. Đấy, con này hàng bãi các bác nhá. Hàng bãi. Thì nói chung là những bác nào mà muốn biết cái về dòng toàn giải này thì bản thân loa toàn giải này nó ra đủ cả 3 giải các bác nhá. Thì hầu như nó toàn ra lời là chủ yếu thôi. Chi loa này mà nó hầu như để nghe nhạc và làm kiểu là loa trợ lời trước thì hợp lý thôi, chứ còn loa mà đánh căng thì nó không phải là loa này. Nó toàn giải thì nó ra đủ cả 3 giải bát chung chắc cho anh em luôn. Thì là côn của nó là côn 34, các bác nhá, côn 34 bát 30, côn 34. Con này rốn của nó là rốn vải các bác nhá, nó sẽ thông tiếng chép ra ngoài luôn. Đấy, và các bác nhìn rõ côn ở trong các bác nhìn chưa? Đấy. Và cũng gần gọi là gần giấy tẩm dầu. Cái giấy tẩm dầu của bác nào về thích cầu kỳ hơn thì có thể là thay sang là gần gì nhỉ? Gần mút cũng được, để cho nó êm cũng được, tùy các bác thích. Nào còn gần nguyên bản của nó là gần cái này thì nó rất là lắm lời các bác nhá. Còn bác nào thích nghe êm ái hơn một chút thì có thể thay gần vải cũng được. Đấy, các bác nhá, các bác sẽ tùy các bác thích độ chế như nào tùy các bác nhá. Cái dòng này thì tiếng nó rất là trong sáng và sạch các bác nhá. Thì em bán 800.000 một đôi bao ship anh em luôn. Đấy, 800.000 một đôi bao ship anh em luôn. Các bác nhá. Đấy, hàng bãi. Rất là đẹp. Còn zin luôn, bao zin toàn phần cho anh em luôn. Các bác nhá. Đấy. 800.000 một đôi. À, bát 30 các bác nhá. Bác nào thì cần thì alo cho bên em các bác nhá.